sân. Dạ bác sĩ. Gì đâu đây? Dạ em đi khám bệnh. Rồi, vợ chồng chết đi. Ủa, tới khám bệnh cái là được chết liền vậy à? Đúng rồi, chết trước đi. Ủa mà kìa, mà bác sĩ nãy giờ chưa khám bệnh mà sao bác sĩ chết được? Trời ơi, bệnh viện ở đây là vậy vậy đó. Ủa căng đó. Chết. Ủa bệnh viện này quy định ngộ quá ha. Thôi lỡ rồi tới rồi phải làm theo những gì quy định của bệnh viện vậy. Ủa vậy em vô trong rồi. Ủa có y tá không bác sĩ? Có thì đủ. Ta đi đủ mà đẹp không? Dạ đẹp. Mà đẹp luôn, chích nó đỡ đau rồi. Xấu chích đau lắm, ghét mấy y tá xấu lắm. Kỳ quá trời kỳ bác sĩ ơi. Y tá đẹp mà chích sao cũng đau nữa. Kỳ quá. Bác sĩ ơi, công nhận đúng như là bác sĩ nói là y tá dễ thương mà sao mà chích sao nó cũng đau, nó cũng nhức nó sẽ kỳ quá. Thôi bác sĩ vậy giờ khám bệnh được chứ bác sĩ? Rồi, bệnh viện nói đi khám luôn. Em nó có bị bệnh gì đâu. Ủa, không bệnh vô đây chứ? Có đi khám bệnh cho em, nãy nó nhát quá đứng ngoài cửa kìa, núp núp lót à, nó sợ lắm. Mà nãy vô đây em ngồi cái tự nhiên bác sĩ kêu vô phòng chích luôn rồi chứ em đâu có biết gì đâu. Em làm theo quy định của bệnh viện luôn á. Chết cha. À, cái mũi chích đó là chích cái bệnh tài lanh. Hồi nãy vô là tôi thấy rồi, thấy tài lanh quá. À, em bị bệnh tài lanh hả? Đúng rồi. Em vừa nãy vô là chích bệnh tài lanh hả? Hèn chi, mà sao cái bệnh này chích nó thuốc nó nhức quá hả chị nha? Nhức quá à? Nhức lắm. Ờ, vậy thôi để em ra ngoài kêu em vô khám bệnh nha. Dạ, kêu nó vô. Trời ơi, hèn chi. Mà đó giờ mới thấy vậy, cái thuốc tại anh nó nhức quá ta. Ủa, không biết có sao không đây. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, nay vợ em đi khám hả? À, không có bác sĩ. Này, em khám em. Rồi, bị gì? Coi dạ, đây. Dạ, cái tay em bị đau quá bác sĩ. Đau lắm, nhất không lên nổi luôn á. Mà bị nào, bị đâu chưa? Dạ, em mới bị nãy, hồi nãy đi trên đường em đi lượm làm việc á, em đi lượm ve chai á. Hãy nghe em đi lượm ve chai rồi. Đang đi giữa đường nghe tự nhiên cái gió đổ ùa tới cái cành cây gớt trúng tay dần dần nhức quá không chị? À, vậy thuận cái tay nào? Dạ em thuận tay phải, tay trái là ta không có thuận. Dạ. Hên á là trúng cái tay trái á, chứ mà trúng cái tay phải á là khỏi thì lụm dây chai luôn rồi. À, hên hả bác sĩ? Đúng rồi. Không phải bác sĩ, em nãy em tính rồi. Tại lúc mà cái cây rớt xuống là em tính nó cháu rồi. Nãy là nó rớt xuống tay phải nè. Mà em biết là cây mày rớt xuống tay phải tao phải không? Cái lúc đó em suy nghĩ kịp thời, em thông minh á. Em suy nghĩ kịp thời, em rút cái tay phải ra. Em đưa cái tay trái vô. Nè, mày rớt xuống tay trái tao đi. Đó. Lúc đó em tính hết rồi, cho nên rút tay trái. Em rút tay phải ra rồi. À, tính hay quá. Vô trọng chết. Ủa vậy là vào trong chích đó là vậy? Ừ, tính hay. À, bệnh viện đi ngọn ha. Tính hay là cái vợ chồng chích luôn. Tài thanh cái cũng chích mà tính hay cũng vô chích luôn. Nhanh đi, y tá đợi chồng. Dạ vậy em vô em chích. Cái y tá vừa giống bữa hôm qua bác chị, dễ thương quá chị. Dạ dạ. Dạ, chào bác sĩ. Sao đây, sao mà bệnh hoài vậy? Em cũng không biết nữa, làm như là em quyến luyến bác sĩ hay sao á. Thấy không? Dạ, tôi đã phụ rồi bác sĩ, chứ cái chính làm nhớ của y tá. À, rồi sao, bệnh tình sao, nói khám cho. Dạ,
này cơ thể em sao nó kỳ lắm á chị. Nắng không ưa, mưa không hạt, mà ghét gớt cái mùi sương, cái đổ mồ hôi trộm, đổ mồ hôi đầu, thèm chua, nó kỳ lắm á chị. Mà cái đó cái phụ nó chính là bây giờ làm như là sức khỏe xuống cấp dữ lắm, xuống cấp trầm trọng luôn. Tay chân em bủng rủng, giả không lên. Mà cái đó nó cứng đè hoài, nó không xuống. Cứng rồi. Cứng ngắt luôn, đè không xuống luôn á. Vậy là khỏe rồi. Nhiều người muốn vậy mà không được á. Có gì không bác sĩ? Ừ. Sao? Ăn uống sao, tập luyện sao? Chị bác sĩ. Bác chị muốn vậy mà. Thôi, muốn lắm á, không được vậy á. Chỉ bác sĩ hả? Ừ. Có gì đâu, chỉ bình thường em cũng đi làm việc, em đi lượm dây chai bình thường là em đường vậy à. Em đâu có tập luyện ăn uống gì đâu, uống bình thường mà. Nói sao? Lượm dây chai mà được vậy? Em nói thiệt. Thôi không? Ở sao bác sĩ? Bác sĩ đi lượm dây chai cho chú em làm bác sĩ luôn. Được rồi bác sĩ. Bộ bác sĩ hứa rồi nha. Chui luôn á. Đau bụng quá. Ôi, chào bác sĩ. Bác sĩ. À, đúng rồi, đúng bác sĩ, đúng rồi. Bị liệu. Bị liệu ba lần trước. Ừ. Ủa, bác sĩ tới đây làm gì? Khám bệnh. À, quên, đây phòng khám. À, bác sĩ quên. Bị sao? Mà thôi. Vô phòng chích. Chích hả? Nhưng mà đây y tá hơi xấu xíu. Chắc cũng nhất y tá hơi xấu đây nha. Bỏ không chích luôn hả? Bỏ chích rồi. Thôi rồi, ok. Mà ủa mà sao vậy? Sao phòng khám ở nhà bác sĩ không khám mà qua đây khám phòng khám em chi hả? Hậu tay nghề em dỗ quá hay sao? Phòng khám ở nhà diễn phí mắc quá, qua đây khám cho nó rẻ. À, chỉ là phải vô chích rồi. Chích thiệt luôn. Phải vô chích thôi. À, chích. Này, thầy bác sĩ kêu em làm bác sĩ á. Chứ em là em không có muốn lắm mà, em chỉ thích lượm dây chai thôi à. Nhưng mà này là bác sĩ ép nha. Em mới làm bác sĩ. Bác sĩ muốn vậy mà. Thôi, muốn lắm á, không được vậy á. Chỉ bác sĩ hả? Ừ. Có gì đâu, chỉ bình thường em cũng đi làm việc, em đi lượm dây chai bình thường là em đường vậy à. Em đâu có tập luyện ăn uống gì đâu, uống bình thường mà. Nói sao à? Em nói thiệt. Ôi, bác sĩ không tin không? Bác sĩ không tin vô bác sĩ nè, mà bác sĩ đứng dậy đi. Nè, bác sĩ dọn. Ông bác sĩ thấy không? Trời ơi, em lượm như ba cái chai hồi sáng giờ hả? Nó mệt quá trời luôn. Tay chân bụng rồi giờ không lên mà. Nhưng mà cái chai này nó cứng ngắt cứng còng luôn. Nhét vào đẩy hoài nó không xuống. Rồi. Dạ. Hiểu rồi. Dạ. Nó đỡ hoài, nó nặng quá chở không lên mà. Nó cứng đè nó không xuống. Rồi. Dạ. Vào trong, cho y tá chích. À, chích, chủ yếu là chích đó. Em phải chích. Em nhớ cười cảm hồn. Vậy anh vô chích nữa chị. Dạ, đúng rồi. Dạ, chào bác sĩ. Đi đâu đây? Vì sắp kia bao dài nữa. Dạ, đi khám bệnh bác sĩ. Mà tại vì sẵn trên đường làm việc lượm dây chai cái em đem vô luôn bác sĩ. Tại vì để ngoài em sợ mất cái bao dây chai đúng không? Em làm công việc em nhận bao dây chai. Mà hôm nay là em khôn hơn mấy bữa trước. Hôm nay không có sợ tới đây mà bắt số thứ tự nữa đâu. Em vô em đặt số trước luôn, vô liền. Người ta gặp. À, không nữa, bắt số không? Gọi đi rồi không? Vô, em vô luôn. À, có người bạn vô luôn rồi bác sĩ. Hay, thấy em hay không bác sĩ? Hay, được. Bác sĩ khỏe không bác sĩ? Khỏe. Nhìn bác sĩ là em biết bác sĩ khỏe luôn. Em cũng khỏe nữa bác sĩ. Em cũng khỏe nè. Theo lẽ bác sĩ à, sao em khỏe không á chứ em tự trả lời luôn, em khỏe luôn á. Khỏe gì vậy, chúng ta chi? Thôi đi lượm dây chai đi, chứ để trưa cái là nắng lên là lượm không có nổi đâu.
Vậy là khỏe là khỏi vô đây hả bác sĩ? Khỏe là về hả bác sĩ? Đúng rồi. Con này á, nắng nôi á, đậm ve chai á, rồi bệnh nữa là vô đây á. Chích nữa đó. Chích. Vụ chích mới nhớ. Cô tá trước còn bác sĩ. Còn bao? Mà đúng phòng chích đâu. Dạ lát có gì em chích sao bác sĩ? Bây giờ mà không phải bác sĩ, em không có bệnh. Em bệnh bác sĩ, em không có khỏe. Em bệnh mới vô đây em có khỏe đâu. Tại bác sĩ biết sao em nói khỏe không? Tại vì á, hôm qua mới học đi học tiếng Anh. Bổ sung thêm ngoại ngữ bác sĩ. Qua học tiếng Anh mới vô. How are you? Hỏi bác sĩ. Bác sĩ trình độ dữ là bác sĩ nói là bác sĩ biết liền không? How are you là hỏi bác sĩ không? Ví dụ vậy em hỏi bác sĩ là How are you? Hả? Được. Bác sĩ trình độ dữ quá không? Bác sĩ thử bác sĩ trả lời em coi. Tiếng Anh em lúc này dữ dằn lắm á. Cho bác sĩ trả lời đi. How are you? Ông khoan. Vậy là bác sĩ là biết luôn ha. Cái bài thoại này là bác sĩ là nhớ luôn ha. Cái trình độ bác sĩ cũng dữ dằn. Thí dụ bác sĩ hỏi là em bác sĩ nói sao? Đố bác sĩ luôn á. Thì I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you, and you. Đúng. Là có nghĩa là hỏi lại em mà khỏe hơn luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi tới em trả lời nè. Con mới coi trình độ tiếng Anh của em nha. Ai em khỏe? Không phải, ai em bệnh? Em bệnh. Bệnh mới đi khám. Đúng rồi, hiểu luôn. Dạ. Ai bệnh? Thôi, dạ. Vô trong chích đi. Vô y tá hẳn á, vô động rồi chích cho ông phát cho nó khỏe lát lại. Dạ, chị chích luôn chị. Bác sĩ ở đây quần em bao nhiêu chạy. Rồi, không sao. Dạ, em hái đâu mà lỗi. Dạ, biết rồi. Hello bác sĩ, tới rồi bác sĩ ơi. Trời nay mà đặt tiếng Anh rồi á. Ủa này trình độ tiếng Anh em dữ dằn lắm. Bữa chưa có nói bác sĩ rồi. Em đi học tiếng Anh đó. Học ngoại ngữ rồi. Để làm tăng cái kiến thức của mình đâu. Ừ. Này tiếng Anh dữ dằn lắm nghe bác sĩ. Ngoài hello còn biết how you. Bước dứt nói bác sĩ nha. Hả? Dữ dằn lắm. Mà này bình lắm bác sĩ ơi. Sao nói nghe thử coi bác sĩ mới biết được. Dạ, nay em bệnh lắm. Bác sĩ nhớ cái đợt trước em khám dùng cái tay em bị nhức cái cây rớt trúng mà bác sĩ nhớ không? Nhớ dạ, mà lâu rồi. Dạ đúng rồi, lúc này hổng chích cô ta chích nó cũng hết nhức luôn sao lúc này nhức lại bác sĩ. Giờ tự nhiên cái tay em gỡ lên nó đau lắm bác sĩ. Đau quá bác sĩ. Tao nó gỡ lên đau. Kỳ lắm bác sĩ, có cái nào trị em không? Gỡ lên nó đau. Dạ, cái tay gỡ lên nó đau nữa bác sĩ, đau quá bác sĩ. Rồi, cái này dễ. Dễ bác sĩ. Dễ chị nha, không sao đâu. Dạ, sao bác sĩ? Chị em. Đừng có gỡ lên, đừng có gỡ tay lên. Không gỡ cho lên là không đau. Đúng rồi bác sĩ, chị hay quá bác sĩ. Đó, là bên này dễ chị mà. Ôi, dịp hổng này em quên ha. Ôi, chị đơn giản quá mà, sao mà em biết ta. Không để ý luôn á. Ôi, vậy là coi như là... Cảm ơn bác sĩ nha. Ủa vậy em về. Ủa bác sĩ ơi, em còn triệu chứng này nữa bác sĩ. Triệu chứng này ghê gớm. Sao mà bệnh nhiều dữ vậy? Sáng ngày em nói dấu bác sĩ. Sáng ngày em ngủ vậy là mình mẹ nó ê ẩm kỳ lắm bác sĩ. Mà cái vụ mà cứng ngắt đẩy quạng xuống là cái đủ đó không có tính nha. Mà em sáng ngày em vậy là nó ê ẩm của người kỳ lắm. Vậy có cách nào không bác sĩ? Sáng ngủ dậy ê ẩm. Dạ đúng rồi, sáng ngủ dậy cái ê ẩm mà giờ còn kích trời rồi. Ơi cái này nó còn dễ chị hơn cái kia nữa. Ôi dạ em thấy dạ vẫn chỉ em nó chị ngày mai. Dạ đừng có dậy buổi sáng dậy bộ chưa là cũng được. Sáng em không dậy mà em đợi trưa mới dậy. Đúng rồi, cái nào ê ẩm đúng. Sao mình không nghĩ ra dễ chạy lắm. Ừ, sao mình muốn nghĩ ra ta? Đúng rồi ha. Vậy là chỉ cần sáng ngày mai thức, trưa thức cái nào bị ạ? Đúng rồi. Hay ha, trời đúng rồi, con dạy bác chị hay thiệt á. Ủa, bắt tay bác chị, ôi đau quá. Ừ. Đừng có giỡn ra. Bắt tay cái này đâu. Quá, cảm ơn bác chị nha. Ủa, bác sĩ của nó tuyệt vời luôn. Bác sĩ, đúng rồi. Bác sĩ nói cho em nói một câu tiếng Anh nha bác sĩ. Bác sĩ number one. Ồ. Dạ, vậy bác chị.
Ok bác sĩ, khoái bác sĩ rồi. Thôi bác sĩ rồi, bác sĩ. Mặc dù bữa nay em không có vô phòng chích đó, nhưng mà bác sĩ cũng nhắn là cô y tá giùm em là em vẫn nhớ cô ấy nha bác sĩ. Rồi, có gì nhắn cho. Tiếng Anh là I miss you nha bác sĩ. Dạ, I can miss cô y tá. Dạ, vậy nha bác sĩ. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ nha. Về bác sĩ. Theo như cái hồ sơ bệnh án của bé trai không xong rồi bé trai, bác sĩ báo cho hai tin. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Một tin vui và một tin buồn. Tin vui một tin buồn hả? Hai tin vui được không bác sĩ? Thế hồ sơ bệnh án này thì nó chỉ có hai tin thôi. Một buồn một vui bác sĩ. Bây giờ em muốn nghe cái tin nào trước? Thôi lỡ rồi bác sĩ. Thôi bác sĩ nói tin buồn trước đi. Tại như mình buồn trước thì mình vui sao bác sĩ. Buồn không sao bác sĩ. Nhưng mà là cái vui, cái tinh thần mình phấn khởi, cái nhiều khi mình hết bệnh luôn bác sĩ. Đã, bác sĩ nói tin buồn đi. Chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ, chuẩn bị rồi bác sĩ. Là cái hồ sơ của em là em bị ung thư não rồi. Em bị ung thư não bác sĩ. Giai đoạn cuối không bác sĩ? Giai đoạn cuối rồi. Vậy là chết em rồi. Mà cái này tin buồn không bác sĩ? Tin buồn. À, tin buồn, buồn, đúng không buồn. Này, đúng tâm trạng nãy luôn. Tin buồn, chết rồi. Ừ, mà không sao, em còn tin vui mà phải không bác sĩ? Đúng rồi, bác sĩ. Ủa, bác sĩ nói tin vui đi. Em còn tin vui mà, vui. Nghe tin vui luôn phải không? Dạ, em tin vui luôn. Tin vui là sao bác sĩ? À, cái tin vui á thì cái bệnh này á, có thể không ảnh hưởng gì tới em. Không ảnh hưởng á. Ung thư não mà không bị ảnh hưởng luôn bác sĩ. Đúng rồi. Ôi chắc may mắn dữ lắm á bác sĩ. Đúng rồi. Chắc tại vì bình thường em đâu có suy nghĩ gì đâu mà ảnh hưởng tới cái não. À, coi như là em không có vận động não. Đúng rồi. À, thường thường em cũng là biến suy nghĩ á. Đúng rồi. Cho nên là chắc cũng không ảnh hưởng gì bác sĩ. Thì là không sao hả bác sĩ? Không sao. À, em chắc là người chắc một trong 100 người chắc của mình em hả bác sĩ ha? Đúng chứ rồi. Chứ thường người bị ung thư, nghe nói bệnh ung thư là bệnh đường chết, bệnh đường giãn. Đúng rồi, mà 100 người á là bác sĩ cũng thấy cũng có mình em à. À, tại vì em ít có vận động não hả bác sĩ? Đúng rồi. Dạ dạ. Tại em cũng là biến cho não hoạt động đó bác sĩ. Kệ nó đi, cho nó... coi như là người cho nó thoải mái đầu óc á. Đặng mình đi lượm đi chai này cho nó tinh thần nó nó sao nói chung là cho tinh thần nó nãy thoải mái nó rồi nó lặp lại nó kỳ quá chị. Sợ khoái rồi phải sợ khoái không chị. Cảm ơn bác sĩ nha. Quá luôn á. Ôi em về bác sĩ nha. Ôi bye bye bác sĩ nha. Dạ. Đi bác sĩ, về bác sĩ. Phải. Dạ, sao bác sĩ? Thì bác sĩ kê tôi thuốc cho uống. Dạ dạ. Là cũng phải uống thuốc thôi bác sĩ. Dạ 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 em biết rồi bác sĩ, vậy bác kê thuốc đi. Mà em về có gì em tuân theo cái quy tắc uống thuốc để uống cho nó hết bệnh. Dạ. Rồi. Thì bác sĩ kê tôi cho. Dạ dạ. Coi sao rồi khoe chiến tích của mình mới được. Bệnh nhân bên trái hiện gọi mình có nhiều ta. Alo bác sĩ bác sĩ anh. Hello bác sĩ. Trời, tiếng Anh nữa. Tiếng Anh cũng quen rồi bác sĩ ơi, thì hello không à. Ừ bác sĩ, em thông báo cho bác sĩ một cái tin dưới dằn luôn bác sĩ. Sao? Em mới uống thuốc. Để chưa mà em nghe là bác sĩ chưa. Ủa? Dạ. Bác sĩ dặn uống 12 giờ mà giờ mới 8 giờ sao uống rồi. Dạ đúng rồi bác sĩ, em dặn 12 giờ đúng rồi, em giờ 8 giờ em uống trước. Bác sĩ biết sao không? Không phải gì nè,
là theo lẽ là 12 giờ uống, hơn giờ uống 8 giờ á, để cho mấy con vi khuẩn, mấy con virus não á, làm cho nó bất ngờ luôn bác sĩ, đánh úp nó luôn, tiêu diệt nó luôn. Ồ, bác sĩ em thấy em thông minh chưa? Dữ dằn chưa? Thông minh. Dạ. Uống hết thuốc đó, ngày mai ghé tôi kê to khác cho uống. Anh biết rồi bác sĩ, nhưng mà bác sĩ thấy em thông minh luôn bác sĩ. Thông minh. Tôi thông minh mà. Chưa làm đối thủ luôn, ghê dữ dằn chưa. Vậy thôi bác sĩ ha, để em hết thuốc rồi mới về mình tới hút thuốc nữa bác sĩ ha. Bye bye bác sĩ nha. Bye bye bác sĩ nha, bye bye tiếng Anh, bye bye là tiếng Anh nha bác sĩ. Rồi bye bye bác sĩ. Hai. Dạ. Thôi bác sĩ đừng nói gì nữa. Em biết mà, em biết bệnh tình của em như thế nào mà. Tại vì cơ thể em sao em biết, em hiểu hết á. Em cũng cảm ơn bác sĩ trong khoảng thời gian vừa qua đã rất là tận tụy cứu giúp em. Nhưng mà lần này em nghĩ là chắc em không qua khỏi rồi bác sĩ ơi. Vậy chắc giờ về em thích gì em làm nó hả bác sĩ? Thích ăn gì ăn đó. Như ví dụ mình thèm chua, cái mình lấy xài me đồ này nọ, mình chấm mắm ruốc đồ ăn rồi. Nói chung là thèm gì mình ăn đó bác sĩ. Còn dù mình uống thích nhậu nhẹt gì đó thì cứ nhậu nhẹt luôn đó. Thích đi đâu chơi thì đi luôn đó bác sĩ ha. Mà phải có tiền đó bác sĩ. Không sao bác sĩ, em đừng chai chắc có tiền được. Cũng ổn mà, đi du lịch đồ này nọ cũng được bác sĩ. Tại bình tình em thấy em thua rồi bác sĩ ơi. Dạ. Sao? Bệnh gì mà chữa không được? Tôi là bác sĩ, bệnh gì tôi chữa không được. Bệnh gì nói tôi nghe. Dạ em biết là bác sĩ giỏi. Nhiều lần em bị ung thư não bác sĩ còn chữa được mà. Nhưng mà giờ mà em nghĩ là cái bệnh này là bác sĩ chữa không có được đâu. Bác sĩ đừng có cố gắng mà vì em mà phải hy sinh mình. Em không muốn vậy. Bệnh gì nói, tôi bác sĩ tôi chữa được. Có cái bệnh gì mà tôi chữa không được đâu. Nhưng mà em biết bệnh này bác sĩ chữa không được đâu. Bệnh gì đó tôi nghe tôi mới biết tôi chữa chứ. Dạ không nói dấu chị á, tại vì em bị tiểu ra nước rồi. Hả? Em bị tiểu ra nước á. Đâu có chữa được đâu, đúng không? Thua. Dạ, anh biết bác sĩ thua mà, tiểu ra nước rồi thua. Em đến đây em từ biệt bác sĩ, không về bác sĩ. Thua hả bác sĩ nha, tiểu ra nước rồi. Thua.